Vâng, xin chào tất cả các nhà đầu tư. Em Tuấn xin giới thiệu tới mọi người khu đô thị Phương Đông Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh ạ. Thì hiện tại như mọi người đang thấy trên sa bàn của khu đô thị đấy ạ. Tổng thể của khu đô thị. Thì hiện tại bên em đang phân phối hai lô liền kề, đó là lô liền kề 34 mọi người đang nhìn đấy ạ. Với tổng số lô là 54 lô, diện tích mỗi lô là 87,5 m, rộng 5 m và dài 17,5 m ạ. Ra biển cũng rất gần ạ. Xung quanh thì có các khu khách sạn cao tầng, thấp tầng, quảng trường rồi sân bóng ạ. À, bên đây là khu liền kề 8 bên em đang phân phối đấy ạ. Thì với trong tầm giá trên 2 tỷ là mọi người đã có thể sở hữu một lô liền kề bên em rồi ạ. Chiết khấu 10% cho khách hàng khi trả thẳng bên em ạ. Chính sách rất ưu đãi. Toàn cảnh của khu đô thị Phương Đông trên Sa Pàn này mọi người nhìn. Rất đẹp phải không ạ? Vâng, em là Tuấn, nhân viên bên Hải Phát Land ạ. Mọi người có nhu cầu mua đất thì liên hệ cho em ạ. Số điện thoại 0359 409 400 hoặc 0989 815 001 ạ. Cảm ơn mọi người đã xem video ạ.